chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu cái video này thì mình muốn hỏi các bạn một câu, đó là bạn nào thích ăn bánh sandwich thì bình luận ở bên dưới. Mình là một người cũng khá là thích ăn cái bánh này các bạn. Tại vì cái bánh này mỗi buổi sáng ăn kẹp với trứng ăn cực kỳ là ngon luôn nha các bạn. Bỏ thêm miếng tương ớt vô nữa. Vì mình quá thích ăn cái món này cho nên là ngày hôm nay mình sẽ mở ra một cái nhà hàng bán bánh sandwich. Cái nhà hàng này đặc biệt cái nha, là không phải ai cũng ăn được bánh sandwich của mình đâu. Tại vì mình chỉ gọi là phục vụ cho những bạn nào mà biết ăn cay thôi. À không, ăn cay vẫn chưa đủ, mà là ăn siêu cay mới có thể ăn được bánh sandwich của mình. Tại vì ngày hôm nay mình sẽ phải làm thế nào để có thể có được một cái bánh sandwich siêu cay mà siêu cao luôn các bạn. Đó, vậy nó mới đọc. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu luôn nha các bạn ơi. Rồi, nhà hàng của mình bắt đầu khai trương nha các bạn. Bây giờ là khách hàng đang đặt những cái món đầu tiên các bạn ơi. Thì ở đây chúng ta sẽ có gọi là đùi gà, không, cái này là thịt gì đó các bạn ơi. Rồi có sushi nữa chứ các bạn. Đã bây giờ các bạn ăn bánh sandwich với sushi chưa? Mình nghe nó cũng hơi lạ đó. Rồi thôi bây giờ mình sẽ phục vụ là bánh sushi nha các bạn. Bánh sandwich sushi nha các bạn. Ô, cái này gì đây? À, cái này chắc là rau đây hay gì đấy. Ô, không phải bạn ơi, rớt luôn. từ từ sorry các bạn, mới mở nhà hàng lần đầu tiên cho nên là còn hơi bó rối các bạn à. Cái này là cái gì đây, sao nghe thúi thúi à? Trời, thôi cái đó không được các bạn ơi, cái đó là cái vỏ chuối các bạn. Mà vỏ trời, cái gì các bạn thấy cái gì không? Cái này mà ăn vô cái gọi là ngẫm luôn các bạn ơi. Yeah, thành công. Cái này là sạch sẽ nha các bạn. Đây là những cái món mà mình đã bỏ vô bánh sandwich nè các bạn thấy không? Rồi. Ớt. Bây giờ mình sẽ cho ông này ăn ớt thử coi các bạn ơi. Đây rồi. Đấy, mình sẽ cho ông ăn một tí ớt nha các bạn. À, bây giờ là mình chưa có làm gọi là ớt siêu cay đâu các bạn ơi. Mình cho ông tí ớt thôi. Đây, nãy giờ mình bỏ 2 trái ớt rồi đó. Thôi một trái đi, cho 3 trái đi. À, 3 trái ớt nha. Để coi ông này ông ăn. Trời, cái cung gì kia? Thôi né ra. Rồi, 3 trái ớt nha các bạn. Để coi ông này ông ăn nổi không? Để coi ông ăn được không? Qué lửa luôn các bạn ơi, yếu. Vậy mà bày đặt đòi ăn sandwich của mình. Mình đã nói ngay từ đầu rồi, sandwich của mình là bánh sandwich siêu cay mà ăn không nổi nữa thì sao mình làm gì? Bây giờ có ăn ớt không? Không ớt đúng không? Bỏ qua đi. Người này hơi yếu, ăn ớt không nổi các bạn ơi. Để những người nào mà người ta kêu có ớt á thì mình làm ớt cho người ta. Còn không có thì mình chỉ làm bình thường. Các bạn thấy bánh sandwich của mình không? Khá là cao. Ông này ăn khoái liền, chảy nước miếng. Nói chung là những cái bánh sandwich mà mình làm á thì tất nhiên là ủa, cái bánh này sao mà nó gọi là nó ô nhiễm như vậy ta? Các bạn thấy cái gì không? Ôi trời ơi, cái này mà gọi là đụng vô một cái là oh no. Cái này sao ăn? Cái này sao mà ăn? Được nha. Oh. Mình còn nghĩ gớm luôn chi là ổng. Ui, cái này không được. Mình thấy có thêm một cái món mới nữa các bạn ơi. Đó là món bánh sandwich. À, cái này là bạch tuộc hả? Ui, ăn lạ vậy ta. Đúng rồi, có sushi, có bạch tuộc bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho ăn bánh sandwich bạch tuộc. À, lần đầu tiên mình ăn luôn các bạn. Ok. Bạch tuộc sống luôn nha. Phải ăn ớt vô, ăn sống là phải ăn ớt vô bạn ơi. Ăn miếng ớt vô, bỏ miếng ớt la vô nữa. Để xem ông này có ăn được hay không nha. Chứ mình thấy mình đúng nhận rồi đó. Đúng rồi, mình nhìn nó gớm thiệt các bạn ơi. Không thể nào ăn được cái loại này đâu. Thôi ăn bình thường thôi, ăn ớt không? Bây giờ là cho ăn vài trái ớt các bạn ơi. Bây giờ từ từ mình muốn gọi là đây bây giờ mình sẽ thêm một cái con bạch tuộc hay con mực gì đó vô đây nha. À, để coi là ổng ăn được hay không. Mình bỏ thêm rau rồi cho ổng nha. Bỏ thêm rau nha các bạn, để ăn cho nó gọi là đỡ ngán. Đó, để xem coi ông nào ăn được hay không nè. Cố lên ăn đi, làm ơn ăn đi. À, nếu mà có rau được vô là ổng ăn được nha các bạn. Wow, khoan, ở đây là thêm phục vụ gì nữa các bạn ơi. Rồi để mình lấy đấy rồi, mình đang muốn lấy con mạch tuột gì nè. À, ông này không, ui, ông này ăn ớt à? Được, ông này muốn ăn ớt mình cho ăn ớt. À đây, tạo ra thêm mấy cái đùi nữa bạn ơi. Nhưng mà cái này nó xay ghê quá. Ăn ớt không? Cho em chơi ớt nè. Đó. Ui, một dạng mạch tuột luôn bạn. Siêu cao luôn. Ui, nó cao kìa. Từ. Này ăn nhiều chứ. Ghê thiệt. 16 con bạch tuộc. Ăn sao mà nổi. Ui cái này hư cấu. Đã đến lúc chúng ta nên cho ông này ông ăn ớt rồi các bạn ơi. Tại vì bây giờ các bạn thấy ở trên đây chỉ còn một cái với lại một trái ớt thôi. Thì các bạn nghĩ coi lên cho ông ăn cái nào, phải không? Thôi mình không cho ông ăn cái đó bạn ơi.
Rồi, ăn ớt nha. Đây là gọi là ớt, gọi là bánh sandwich siêu cay và siêu cao nha. Ăn chịu khó ăn vô, chứ không ăn là không được đâu nhá. Ông này chắc ăn cay được, ông mới order kiểu này nè các bạn ơi. Trời ơi, cái bánh sandwich này mà đưa mình ăn chứ mình bỏ chạy luôn quá. Mình bãi chợ luôn các bạn ơi. Chịu sao nói, trời ơi, sao nói. Té lửa là chắc rồi, 25 trái ớt. Sao mà ăn nổi? Nếu như mà mình đưa cho các bạn ăn cái bánh sandwich hồi nãy á, các bạn có ăn được hay không? Nói chứ mình không ăn nổi đâu các bạn. Nó ảo ma Canada lắm. Ăn cái gì mà 25 trái ớt mà có miếng bánh sandwich à. Thí dụ như có rau, có thịt đồ vô thì nó cũng đỡ các bạn. Còn cái này thì trời ơi, nó ảo ma quá. Rồi đây là cái bánh sandwich mà mình muốn làm nè các bạn ơi. Bánh sandwich siêu cao nè các bạn ơi. Ui, cái kia nó sẽ cản đường cái bánh sandwich của mình. Nó sẽ gọi là phá... À, không, ngon. Đúng rồi, các bạn thấy không, cái bánh sandwich á, các bạn có biết cái bánh hamburger không? Người ta thường thường làm bánh hamburger rất là cao nha các bạn. Người ta làm để gọi là hả, có một cái bánh được nhiều á, nhưng mà mình là chuyển qua làm bánh sandwich. Đó, ăn ớt vô nha, có ớt nữa. Không, nhiều thịt nữa, cái có ớt, ông ăn vô đâu có cay đâu. Với lại ông này ông ăn ớt được, mình được 3 sao luôn nha các bạn, thấy không? Ui, cái này có chân lộn nha các bạn. Nó cùng với màu với nhau nha mọi người. Có chân lộn nha. Cái này mình lộn một cái coi như là xong luôn á. Rồi thôi bây giờ. Trời ơi, xương cơ. Trời, có món gọi là xương cá nữa hả trời. Chắc không đâu bạn ơi, ai ăn xương rồi quăng vô đây hay sao á. Trời, còn có món dớ nữa bạn ơi. Dớ thúi 10 năm chưa giặt. Trời ơi, sao mà ăn. Ăn vô là ói liền. Chắc chắn là ói rồi bạn ơi. Đây, bây giờ cái bánh sandwich của mình nó siêu cao rồi bạn ơi. Đúng rồi, cao lên. Ăn ớt nữa nha, ăn mực nhiều quá phải ăn ớt vô. Cao quá các bạn ơi. Yeah, chúc mừng. Ui, có 5 con mực à, mà ăn vô không chịu nổi, mình cho 6 trái ớt đó các bạn. Vậy là ông này ông không ăn đồ sống được rồi. Ôi mực quá trời, ăn nổi không? Thôi, không biết là khách hàng của mình ăn nổi không ta. Thôi được rồi, mình sẽ cho vài con mực vô đây. Đấy, vô sao? Trời, toàn là đồ sống luôn các bạn. Nói chứ ăn đồ sống mà cái đống vậy mình nhìn mình nhận luôn á, không nổi đâu. Ghê quá. Đồ sống không? Cái này ăn sao nổi? Cố lên nào. Đúng rồi, không chịu không nổi đâu. Đây là cái bánh gọi là sandwich sushi mà gọi là chắc cao nhất thế giới luôn rồi các bạn à. Không có ai mà làm ra cái bánh này hết á, chỉ có một mình làm thôi. Đó, cho nên là cao nhất thế giới là mình thôi các bạn à. Đấy, thấy chưa? Nè các bạn nhìn đi, cái bánh sandwich này ai mà làm, với lại ai mà ăn được. Vô. Trời ơi, vậy mà ăn được hay thiệt, ghê quá. Ăn sống còn mực thì không ăn được mà ăn trâu vô cái này nè, cái này mới căng nè. Bây giờ là mình cho tổng hợp luôn nha. Cà chua với lại cái này nha các bạn. À, cà chua với lại ớt nha, ăn cho nó ngon các bạn à. Trời ơi, cái bánh sandwich này là bánh rồi, tiếp tục là cái bánh, một bánh sandwich siêu cay và siêu cao nha các bạn. Đó, rất cao nha, mình sẽ đi một đường thôi tại vì hai bên nó giống nhau à. Mình sẽ đi một đường thôi để cho các bạn thấy là cái độ mà gọi là cay của nó như thế nào. Cay. Nó cay. Ui, nó cay quá. Cái này mà các bạn coi chắc các bạn phải có một ly nước kế bên để các bạn cảm thấy nó cay quá các bạn uống các bạn ơi. Ui, cái này mới ngon nè. Cái này mới ngon nè các bạn ơi. Đùi. À. Rồi. Ăn cái đùi nha các bạn ơi. Cái này người ta gọi là ui cái đầu. À, là ăn cái đùi. Đấy, lên. Lắm. Ôi giời, cái bánh sandwich này nó cao thì là cao. Cao quá đi thôi các bạn à. Mình không thể tin được cái bánh sandwich nó cao vậy luôn á. Ăn nổi không? Vẫn ăn được. Hôm nay cái miệng của ông là không đáy nha các bạn. Bây giờ có hai con đường. Các bạn muốn chọn con đường nào? Con đường bên trái là con đường có làm thì mới có ăn. Còn con đường bên phải là không làm mà đòi có ăn. Đó, chọn con đường nào các bạn à. Mình sẽ chọn con đường đi làm mới có ăn các bạn. Chọn con đường kia nó ghê quá. Nó ảo ma quá. Nhìn mình phát sợ. Ai ơi, đã đến lúc ăn ớt rồi. Ờ mà giờ mình để ý nha. Cái thanh niên này nè các bạn. Đầu chọc. Ui chẳng lẽ nào, ôi không được. Rớt đi. Mình muốn cho thanh niên này phải ăn thiệt là cay. Tại vì mình tiêu chí nhà hàng của mình là sandwich siêu cay mà, siêu cao nữa. Đó, cho nên là phải ăn cay. Các bạn thấy không, thanh niên này đầu chọc chắc chắn là Saitama rồi các bạn ơi. Saitama mà không ăn ớt được à. À, bởi vì lúc đầu mình thấy nghi. Mình thấy sao thanh niên này lại thích ăn gọi là ăn sushi, đúng không? Nhưng mà nên là phải ăn sushi là đúng rồi. Trời ơi các bạn nhìn bánh, trời ơi nó cay lắm các bạn ơi.
cái này ăn vô cái trời ơi lên thiên đàng luôn á. Vừa mới bỏ vô miệng thôi là ổng đã gọi là cay rồi, ổng chưa kịp nhai nữa bạn. Sau khi cho khách ăn ớt quá nhiều thì cái kết là đóng cửa luôn. Đóng cửa rồi, người ta không ăn nữa, người ta kêu bán cay quá người ta ăn không được. Cho nên là bây giờ là mình không bán nữa nha các bạn. Đây là cái bánh cuối cùng. Thôi khỏi luôn đi, dẹp luôn đi. Thôi hẹn lại lần sau. Bye bye.